Ôi, chào mấy anh chị cô chú nha. Hôm nay cũng lại tới chiều thứ sáu rồi ha. Hôm nay em sẽ làm clip tri ân tiếp. Hôm nay em sẽ tri ân tiếp về bộ lục giác ha. Nay tri ân về bộ lục giác. Lúc trước hình như cũng có tri ân lần cũng có cái lục giác 38 hay rồi hay sao, không nhớ không lầm lắm. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Hôm nay em sẽ tri ân về cái bộ lục giác 38 này. Đây, bộ lục giác 38 hàng Việt Nam nha. Hàng Việt Nam sản xuất nha. Nhựa của cái này khá dày đó. Giác 38 này nhựa hàng Việt Nam sản xuất nhựa khá dày á, tương đương Trung Quốc á, không thua kém gì đó. Đó. Chỉ có khác cái là lòng trong là ba mặt ghép lại thôi. Đây, lòng trong là ba mặt ghép lại thôi. Đó. Thì hôm nay em chi ân cái bộ này cho mấy anh chị là 500 ngàn bao ship nha. Lúc trước hàng Trung Quốc em bán mới á, lòng trong liền khói bán mới là 750 bao ship tặng lon sơn á. Và hàng Việt Nam này nếu bán mới cũng phải tầm khoảng 600, 650 gì đó. Nhưng mà hôm nay em chi ân. Thì anh em mấy anh chị có nhu cầu thì mua về tập đổ chơi nè, và mấy anh chị mua hay mua sơn nè hay mua khuôn thì có điều kiện mua cho nó đủ bộ ha. Thì đây là lục giác 38 hàng Việt Nam sản xuất hoa sen đó, lòng trong là ba mảnh ghép lại nha, lưu ý giùm em là lòng trong ba mảnh ghép lại đó, bắt bằng ốc lại, là giá là 500.000 bao ship. 500.000 bao ship. Hôm nay em sale khoảng em hạ giá khoảng 20 bộ nha. Hôm nay giảm khoảng 20 bộ. Tại bữa mấy khuôn kia có nhiều anh chị mua không có kịp, mấy anh chị cô chú mua không có kịp nên ít quá nó hết. Mấy anh chị cô chú mua không kịp nên là mất mát uổng. Nên là hôm nay em sẽ sale cái này 500 ngàn. Rồi, anh chị cô chú nào mà thích cái chậu lục giác 38 hàng Việt Nam này á. Hoa văn là hoa sen nè, rồi lòng trong là ba mảnh ghép lại. Giá 500 ngàn. Thì liên hệ em ha. Thì số lượng có hạn nha, chỉ có 20 cái thôi nha. Đó. Thì cứ gọi cho em nha, tầm 7 giờ 7 giờ mấy hay 8 giờ thì em sẽ đăng clip đó. Thì thứ sáu hàng tuần nào cũng vậy hết á, thì mấy anh chị cố gắng theo dõi đăng ký kênh, ấn chuông vô. Thì khi có đăng clip lên thì nó sẽ thông báo cho mấy anh chị. Rồi mình vô mình coi. Thì sẽ làm clip thường xuyên mà cứ tầm 2 3 ngày sẽ đăng clip. Thì anh chị gọi khi nào mà em hết em sẽ không nghe máy. Khi nào em hết em sẽ không nghe máy nha. Em chỉ nhận 20 bộ thôi. Với lại tối nay em phải ngủ sớm một xíu. Sáng mai dậy sớm nhập hàng nữa mấy anh chị, mai sẽ tải lên nữa. Kho sơn hết luôn rồi. Chuyển xuống cửa hàng hết rồi. Sạch bách rồi, để mai nhập sơn lên nữa mấy anh chị. Đó, còn trong này là khuôn nữa nè. Khuôn thì múc vào trong, còn kho sơn trước này hết sạch bách rồi. Rồi ok anh chị ha, anh chị nào cô chú nào mà mua cái khuôn chậu ABS lục giác 38 lòng trong là ba mảnh ghép lại, đáy có lỗ thoát nước đàng hoàng nha, thì giá là 500.000 bao ship, chi ân cho mấy anh chị là 20 bộ nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.